Ngày 25 tháng 3, tại văn phòng Ban trị sự tỉnh, Chùa Quốc Thanh, phường 5, thành phố Vị Thanh, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang đã tổ chức phiên họp triển khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hậu Giang khóa 10, nhiệm kỳ 2022-2027. Chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Huệ Hóa, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang, Hòa thượng Thích Giác Giao, trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Phước Thành, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng Ban thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Hòa thượng Thích Thiện Huệ, Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Thông Hạnh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng Ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Đại đức Danh Tuấn, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh, cùng chư tôn đức thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Hậu Giang để đại diện Ban trị sự các huyện thị thành. Đại diện chính quyền có ông Phan Minh Thuận, trưởng phòng tôn giáo Ban dân vận tỉnh ủy, ông Lê Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang, ông Vũ Mạnh Hà, Phó trưởng Ban tôn giáo tỉnh và lãnh đạo ban ngành các cấp. Thay mặt Ban thư ký, Thượng tọa Thích Thông Hạnh trình báo cáo công tác Phật sự tháng 2. Trong tháng qua, Phật giáo tỉnh đã có nhiều công tác từ thiện nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh, như Phật giáo thành phố Vị Thanh bàn giao 3 căn nhà tình thương, Ban trị sự huyện Châu Thành bàn giao 2 căn nhà, 1 cây cầu, Phật giáo thành phố Ngã Bảy trao hơn 200 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, cùng nhiều hoạt động từ thiện xã hội khác, với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Đặc biệt, tất cả công tác chuẩn bị cho đại hội đều đã sẵn sàng. Tiếp đến, Đại đức Danh Tuấn thông qua công văn của Ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chấp thuận tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hậu Giang khóa 10, nhiệm kỳ 2022-2027 vào ngày 25 và 26 tháng 4 năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang. Thay mặt thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Đại đức Thích Phước Dũng, Phó Ban trị sự trình kế hoạch và danh sách ban tổ chức đại hội. Tiếp đến, Thượng tọa Thích Phước Thành thông qua văn kiện đại hội và lấy ý kiến đóng góp của chư tôn đức. Đại diện chính quyền, ông Vũ Mạnh Hà đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Thường trực Ban trị sự tỉnh. Về văn kiện, nhân sự, thành lập các tiểu ban để phục vụ cho đại hội đều được thực hiện chu đáo vẹn toàn. Ông tin rằng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hậu Giang sẽ thành công tốt đẹp, Phật giáo tỉnh nhà sẽ ngày càng phát triển vững mạnh. Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Giác Giàu hoan hỷ với tinh thần đoàn kết, hòa hợp của chư tôn đức tăng ni. Hòa thượng trưởng ban cho biết, phiên họp chuẩn bị tổ chức đại hội rất quan trọng, với sự tham gia đầy đủ của toàn thể chư tôn đức đã góp phần to lớn cho sự thành công của Đại hội đại biểu tỉnh nhà sắp tới. Hòa thượng chúc toàn thể đại biểu tham dự phiên họp vô lượng an lạc, đạt nhiều thành công trong cuộc sống.